Chào các đồng chí, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chuyên mục chim. Hôm qua là con chim và hôm nay là cá chim. Cứ chim là thích. Cá chim thì mua, người ta đã làm sạch cho mình con chim, con cá chim rồi. Bây giờ mình mua về và bắt đầu chế biến thôi. Cắt cái đầu đi trước. Còn cái thân thì mình sẽ cắt thành từng miếng vừa ăn như thế này. Chúng ta thì khử mà để không đứt cái phần trên nhá, chỉ khử cái phần dưới thôi. Dùng tay vập nhẹ xuống, ôi đau hết cả tay đây, dùng cái búa. Rồi, cắt từng miếng vừa ăn như rửa để khi ta hấp thì hắn sẽ ngấm nhá, ngấm vào thức ăn. Cái gia vị nó sẽ ngấm vào con chim, à quên, cá chim. Cứ chim là con thế nè. Bây giờ hành tỏi là ta đập dập rồi là bóc vỏ ấy, để tí nữa sẽ là băm nhỏ cái gia vị đó để mà ướp. Đây là nấm hương tươi. Mình lần này mình sử dụng nấm hương tươi. Nấm hương tươi thì ngon hơn là cái nấm hương khô mà ta ngâm nở ấy. Đây là rau thì la. Cá thì có rau thì la thì nó sẽ đỡ tanh. Và một chút hành. Tát nữa ta sẽ sử dụng cả đầu hành và cái lá hành. Và gừng gọt vỏ, ớt cay, cà rốt. Cà rốt thì các bạn bao sợi để lát nữa ta bỏ trên cá. Bao sợi nhỏ như thế này. Hành tỏi mình đã cắt sẵn, bóc sẵn vỏ rồi. Hành lá và tỏi. Đây là thì là cũng cắt nhỏ và ta sử dụng cái đầu hành nhá. Cái đầu hành như này ta cũng cắt nhỏ, lát nữa ta sẽ bỏ vào máy để mà xay nhỏ ra, xong nó sẽ chỉ ra cái nước. Đầu hành này, hành củ này, tỏi này, thì là này và một chút gừng. Bỏ vào cái máy này xong các bạn nhấn một chút là nó đã xay nhỏ rồi. Đấy. Đây là cái dầu ăn mà mình đã đun nóng. Các bạn đun cho nó nóng cái dầu ăn này lên. Trong lúc chờ dầu ăn nóng thì ta cắt cái nấm hương này nhá, cắt lát như thế này, miếng vừa ăn. Và một chút gừng. Gừng thì cắt sợi hoặc là cắt nhỏ, nói chung là các bạn cắt nhỏ nhất có thể. Nhà hàng hắn cắt sợi như sợi chỉ á, mình chịu. Hành thì nhìn này, lúc đầu cũng bày đặt định cắt sợi nhưng mà đáng lẽ cắt thẳng cái thanh cắt ngang thôi thì thèm muốn nó cắt nhỏ lằng mô rồi bỏ vô mồm cả. Đó, hành này, cà rốt này. Còn bây giờ này, dầu sôi rồi, bỏ vào đây. Bỏ vào cái hành mà cái thì la mà lúc này ta ấy xáy nhỏ ấy. Bỏ dầu điêu để tạo màu này, nước mắm, ớt tiêu này, bột cánh này, bỏ một chút đường nữa, bỏ cả đường nữa. Để nó có đầy đủ vị chua cái mặn ngọt, một chút tương, cái xì dầu ấy. Rồi, bây giờ là ta bỏ cái con cá nữa lên cái đìa mà sâu sâu lòng một chút. Để nó lát nữa nó ra nước, nó có thể hứng được cái nước cá. Rồi mình phết cái gia vị đấy lên. Bỏ cà rốt, nấm và một chút gừng lên. Xong rồi, cái nồi này là cái nồi cho rồng. Bỏ một cái cách bên dưới đây ta hấp cách thủy. Mục đích là hấp cách thủy cái cá này lên. Cái ớt cái này đáng lẽ phải cắt ra nhưng mà mình sợ cái này là không cắt, có bọn trẻ con đấy. Xong rồi hấp một thời gian là cá chín đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Bây giờ bỏ gừng và hành lá lên trên là bắt đầu ăn thôi, chén thôi. Mời tất cả các đồng chí nhà. Cứ chim là ngon. Miếng này, hắn ngậm lên này, cắt rồi hắn ngậm nó lên.